để góp phần bảo tồn dòng tranh đồng hồ trong không gian Tết xưa. Dù còn đang trên ghế nhà trường, nhưng các em học sinh này đã có thể truyền đạt những nét đẹp văn hóa Việt Nam cho du khách nước ngoài phi lợi nhuận. Và tất nhiên, khách nước ngoài đã rất thích thú ủng hộ. Một lần là em cũng tình cờ là đi qua làng Đông Hồ ấy, thì bọn em cũng vào xem và được nghe bác nghệ nhân, bác ấy kể những câu chuyện. Thì từ đấy bọn em nghĩ là mình học sinh, nhưng mà mình hoàn toàn có thể là giúp những nghệ nhân có thể bảo tồn được một cái nét đẹp văn hóa Việt Nam. Các bạn học sinh đã làm rất tốt. Tôi thấy bức tranh này khá đẹp nên đã mua. Nó thể hiện sự bình an và hạnh phúc.